CF-17 Trung Quốc có cơ đánh bại F-16 second hand trên địa bàn của NATO. Các bạn thông mến, liên danh tổ hợp hàng không Pakistan và tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô BACCAC đã đề nghị cung cấp cho Bulgari các máy bay chiến đấu CF-17 Thunder. Hãng thông tấn Sofia News của Bulgari hôm ngày 4 tháng 3 cho biết, chiếc máy bay một chỗ ngồi, một động cơ được ba kích tăng chào hàng để cạnh tranh với các mẫu chiến đấu cơ phương Tây trong chương trình thay thế máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum Frankfurt đã giao cổi của Bulgari. Các chi tiết liên quan đến chi phí hoặc thời hạn có thể giao hàng không được tiết lộ. Chính phủ Bulgari tuyên bố sẽ chọn mua các máy bay chiến đấu hoàn toàn mới hoặc đã qua sử dụng của phương Tây, nhưng cũng có thể sẽ tiến hành nâng cấp thêm các tiêm kích MiG-29. Bulgari ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 282 triệu USD để mua máy bay chiến đấu mới, mặc dù nước này gần như chắc chắn không mua nổi những chiến đấu cơ máy toanh như F-16 Block 52 của Blocker Martin. Các đối thủ cạnh tranh cho lựa chọn máy bay chiến đấu second hand bao gồm các tiêm kích F-16 Block 25 dư thừa của vệ binh quốc gia Mỹ, F-16 nâng cấp giữa vòng đời của Mỹ, các chiến đấu cơ Aerofighter Starborn của không quân Italia hoặc các máy bay chiến đấu Stop Trading dư thừa của Thủy Điển ZF-17 là máy bay chiến đấu do Trung Quốc, và Pakistan hợp tác phát triển Nó thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2004. Dù được chào hàng rộng rãi tới nhiều quốc gia như Argentina Serbia, thậm chí Saudi Arabia ZF-17 vẫn chưa có được khách hàng quốc tế đầu tiên theo tạp chí quốc phòng IHS Times, tình hình kinh tế của Bulgaria có vẻ sẽ khiến nước này trở thành một khách hàng tiềm năng của mẫu tiêm kích có giá 30 triệu USD, mẫu tương tự của phương Tây sẽ nhất có giá gấp đôi. Tuy nhiên, tư cách là một thành viên của NATO không cho phép điều này. Với tư cách là một trong những thành viên mới nhất của NATO, Bulgaria đang phấn đấu để đạt được khả năng phối hợp với hoạt động đầy đủ với các thành viên khác của NATO. Và trên thực tế, đây là một trong những lý do cơ bản để nước này thay thế các máy bay chiến đấu MiG và Sukhoi từ thời Liên Xô. CF-17 không phải là một mẫu máy bay chiến đấu tương thích với các hệ thống của NATO, mặc dù nó có thể được nâng cấp để tương thích, và vì vậy nó không phải là sự lựa chọn có lợi cho Bulgaria. Về chính trị, Bulgaria sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu mua máy chiến đấu do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển. Bằng chứng là những phản ứng của NATO khi Thổ Nhĩ Kỳ có ý định mua hệ thống phòng không HQ-9, sản phẩm của tập đoàn xuất khẩu máy chính xác Trung Quốc vào năm 2013. Quyết định này sẽ khiến các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ. Họ tuyên bố hệ thống của Trung Quốc sẽ không bao giờ được tích hợp với các hệ thống của NATO. Xem cho hay, điều này đã khiến chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải trùng bước. Hiện nước này đang quay lưng với HQ9 và bắt đầu tái đàm phán với các nhà cung cấp Mỹ, châu Âu. Là một thành viên mới và hăng hái của NATO, Bulgari sẽ bất đắc dĩ phải đặt mình vào một vị trí tương tự Thổ Nhĩ Kỳ. Và vì lý do này, theo Sam, khả năng lớn là thương vụ mua CF-17 sẽ không thể diễn ra. you <laughs>